Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Mutaci đến từ thương hiệu của Ý. Đây là một chiếc xe địa hình khung carbon mới nhất về tại cửa hàng em. Vâng. Từ rất lâu rồi thì nhà mới về một chiếc xe khung carbon địa hình. Giờ sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, trước đây em đã từng về dòng địa hình Mutaci rồi. Cũng màu vàng đen nhỉ. Như các bác nhìn thấy thì đây là một chiếc xe size khá là thấp các bác nhé. Phù các bác từ 1m5 đến 1m63. Có thể đi vừa chiếc xe này. Size khá thấp. Phù các bác mà chiều cao khiêm tốn hay học hay những em học sinh có thể đi vừa chiếc xe này. Màu vàng đen. Màu đen carbon. Trên xe tất cả đồ đều nguyên zin theo xe. Các bác thấy đây là cọc yên của Motachi. Yên nguyên bản của Motachi. Mình giá chiếc xe trên 80%. Mountain bike, cọc địa hình. Vâng, vẫn là dây âm sườn cao cấp của dòng xe đạp thể thao. Dây âm sườn. Đùi đĩa trục rỗng. Đùi đĩa 3 tầng trục rỗng các bác nhé. Bộ khung carbon. Đây là bộ vành của nguyên bản của Motachi. Vành đĩa của Motachi. Phía bên trên đây thì ghi đông cổ phốt nguyên bản của Motachi nguyên zin theo xe. Đây là tất cả những logo đều của hãng Motachi chữ M đây. Đây ghi đông Motachi. Xe được sử dụng tay bấm xả của Shimano Antut. Bên này bên lip. Bên này bên đĩa. Bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Shimano các bác nhé. Vâng, và đây là giảm xóc hơi các bác nhé. Xe được trang bị giảm xóc hơi rất là cao cấp đây. Đây chỗ bơm hơi à. Sóc hơi của xe đây cũng nguyên bản của Motachi các bác nhé. Tất cả đồ trên xe đều nguyên zin theo xe hết. Bộ bánh trước của Motachi và thông số lốp. Tôi tìm thông số lốp là 26 nhân 1,95. Bằng lốp 26 thông thường. Mayer nguyên cặp của Motachi. Đây Mayer sau. Đằng sau đây cũng là bộ phanh dầu thủy lực đây. Phanh dầu thủy lực. Đây những thông số ở đằng sau cái giảm xóc đây. Khá là đầy đủ tem. Và đây là một chiếc tem.
Vâng, sẽ đo size đứng của xe. Vâng, và xe có chiều cao size đứng là 40,5, 41. Như em đã nói ở đầu video thì chiếc xe này khá là thấp của các bác, từ trên 1m5 đến 1m63. Còn đây dây ấm sườn của bác nhé. Làm sẽ đi vào đánh giá chuyển động của xe đây. Đèn lim. Vâng, chuyển động khá tốt. Xuống lít. Được trang bị 8 tầng lip của Shimano và đùi đĩa 3 tầng cho xe 24 tốc độ. Xuống đĩa. Lên đĩa, chuyển động rất tốt các bác nhé. Sử dụng gạt đĩa của Shimano Antut. Vâng, và chỉ với 7,9 triệu các bác có thể sở hữu một chiếc xe khung carbon, địa hình khung carbon Motaci mang thương hiệu Ý. Xe được trang bị nguyên bộ group của Shimano Antut và giảm xóc hơi. Vâng, các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709903 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kia Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.